Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị những vấn đề nóng nhất mới nhất trong suốt 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu vừa qua cáo buộc binh sĩ phương Tây đang vận hành một số hệ thống vũ khí nhất định và hàng trăm vệ tinh của khối quân sự do Mỹ dẫn đầu cung cấp dữ liệu giám sát cho Kiev. Ông Sergei Shoigu nói, Trích dẫn các đoạn thu sóng vô tuyến có sự góp mặt của những người nói tiếng Anh và tiếng Ba Lan trên chiến trường. Các thành viên của NATO đang trực tiếp vận hành các hệ thống phòng không tên lửa đạn đạo chiến thuật và nhiều hệ thống tên lửa phóng ở Ukraine. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, các sĩ quan phương Tây cũng đang đóng vai trò tích cực trong việc chuẩn bị cho các hoạt động quân sự của Ukraine cũng như huấn luyện quân đội, cả ở nước họ và ở Ukraine. Các quan chức Nga nhiều lần cảnh báo sự tham gia ngày càng sâu rộng của phương Tây vào xung đột sẽ làm tăng nguy cơ đối đầu quân sự trực tiếp giữa NATO và Moscow. Trước đó, phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev từng nói rằng có vẻ như nước này không còn lựa chọn nào khác ngoài xung đột trực tiếp với NATO dẫn tới hậu quả tồi tệ hơn Thế chiến 2. Theo Đài RT, trong một bài đăng trên Telegram vào hồi tháng 9, cựu tổng thống Nga ông Dmitry Medvedev cho rằng phương Tây đang đẩy thế giới đến gần hơn với một cuộc xung đột toàn cầu chưa từng thấy kể từ chiến tranh thế giới lần thứ hai bằng cách cung cấp vũ khí hạng nặng hơn bao giờ hết cho Ukraine và ca ngợi chủ nghĩa phát xít. Ông Medvedev hiện giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh và phát biểu nêu trên là nhằm phản ứng trước thông tin về việc xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Amram do Mỹ sản xuất đến Ukraine. Ông Medvedev cho rằng có vẻ như Nga không còn lựa chọn nào khác ngoài xung đột trực tiếp với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, đồng thời nhấn mạnh tới các báo cáo nói rằng Washington đã hứa cung cấp cho Kiev hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân Atak MS tầm xa hơn. Theo ông Medvedev, NATO đã biến thành một khối phát xít công khai tương tự như phe trục của Hitler, nhưng có quy mô lớn hơn. Dẫu vậy, Nga vẫn sẵn sàng đối đầu với khối này nếu cần. Cựu Tổng thống Nga cảnh báo một cuộc xung đột như vậy sẽ dẫn tới những hậu quả tàn khốc cho nhân loại. Kết quả sẽ là những tổn thất nặng nề hơn nhiều cho nhân loại so với năm 1945, ông Medvedev nhấn mạnh. Đài RT cho rằng ông Medvedev có quan điểm cứng rắn về quan hệ của Nga với phương Tây trong bối cảnh xung đột đang diễn ra giữa Moscow và Kiev. Vào tháng 9, ông đề nghị đình chỉ quan hệ ngoại giao với Liên minh châu Âu-EU sau khi khối này ủng hộ việc cấm công dân Nga mang ô tô cá nhân và điện thoại thông minh vào lãnh thổ của mình, với lý do có khả năng vi phạm lệnh trừng phạt Trước đó, ông đã chỉ trích những người phương Tây ủng hộ Kiev là Liên minh ủng hộ Đức Quốc xã và liên tục cảnh báo về khả năng xảy ra đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO. Moscow cũng nhiều lần cảnh báo rằng việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ dẫn đến sự tham gia ngày càng sâu sắc hơn của các thành viên NATO vào cuộc xung đột đang diễn ra và có nguy cơ dẫn đến một cuộc chiến toàn diện giữa Nga và khối quân sự do Mỹ đứng đầu. Trong một diễn biến liên quan tới xung đột Nga-Ukraine, Phát biểu tại một cuộc họp báo với các tướng lĩnh, chỉ huy quân đội ngày 26 tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã tiết lộ rằng quân đội Ukraine tiếp tục chịu tổn thất nặng nề trong gần 4 tháng sau cuộc phản công được cường điệu hóa. Theo ông Shoigu, chỉ trong tháng 9, phía Ukraine đã mất hơn 17.000 quân và hơn 2.700 thiết bị quân sự. Danh sách khí tài của Ukraine bị lực lượng Nga phá hủy bao gồm 7 xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất, hai xe tăng Leopard do Đức sản xuất và một xe tăng Challenger do Anh sản xuất, 77 khẩu pháo M777 do Mỹ sản xuất và 51 pháo tự hành từ Đức, Pháp, Ba Lan và Mỹ. Vừa qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc họp báo cuối năm trả lời những câu hỏi về tương lai của cuộc xung đột với Nga. Tổng thống Volodymyr Zelensky trả lời câu hỏi của báo giới liệu cuộc xung đột với Nga có thể kết thúc vào năm tới hay không. Không ai biết câu trả lời. Ông Zelensky nói, ngay cả những người được kính trọng, các chỉ huy của chúng tôi và các đối tác phương Tây của Ukraine, những người nói rằng đây là cuộc xung đột đã kéo dài nhiều năm, cũng không biết rõ. Ông Zelensky cho biết, ông đã nhận được yêu cầu từ quân đội huy động hàng trăm nghìn người để bổ sung cho lực lượng của Kiev, nhưng ông đã từ chối yêu cầu này khi cuộc bầu cử sắp diễn ra ở mỹ vào năm tới ông zelensky thừa nhận rằng kết quả của cuộc bỏ phiếu có thể có tác động rất mạnh đến diễn biến xung đột nga ukraine đồng thời nói rằng ứng viên đảng cộng hòa của donald trump chắc chắn sẽ có chính sách khác với tổng thống đương nhiệm joe biden dấu hiệu rệu rã bao trùm khắp các nước phương tây nhiều nước dường như mệt mỏi với xung đột đang diễn ra nhất là sau khi Ukraine phát động kế hoạch quân sự vào tháng 6 mà không có kết quả, dù đã dồn lực cung cấp và vũ khí, đạn dược cho Kiev trong nhiều tháng. Trước đó, ông Zelensky đã bắt đầu chiến công du các nước phương Tây để kêu gọi sự hỗ trợ về mặt quân sự và chính trị nhiều hơn khi xung đột Nga-Ukraine tiến gần đến dấu mốc năm thứ hai. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky đã không thuyết phục được Quốc hội Mỹ phê duyệt ngay khoản hỗ trợ 60 tỷ euro, khoảng 80 tỷ đô la Mỹ, trong khi tại Brussels, nhà lãnh đạo Hungary Viktor Orbán đã chặn gói viện trợ khoảng 50 tỷ euro, khoảng 70 tỷ đô la Mỹ. Tổng thống Zelensky cho biết, ông muốn tổ chức các cuộc đàm phán với Thủ tướng Hungary Viktor Orbán để tìm ra giải pháp cho những khác biệt giữa họ và bày tỏ sự tin tưởng rằng Washington sẽ tiếp tục viện trợ cho Kiev trong cuộc xung đột với Moscow hiện nay. Ông Zelensky nhấn mạnh, tôi tin tưởng Mỹ sẽ không từ bỏ chúng tôi. Theo New York Times, cuộc xung đột đang bước vào thời điểm quan trọng. Các đợt giao tranh ác liệt kéo dài suốt thời gian qua đã khiến Ukraine thiếu chắc chắn về tương lai và triển vọng của nước này. Trái lại, Nga dường như vẫn giữ đòn bẩy lớn hơn. Cho đến thời điểm hiện tại, Mỹ vẫn là nước ủng hộ hàng đầu của Ukraine, chiếm khoảng một nửa số vũ khí viện trợ và một phần tư nguồn viện trợ nước ngoài. Nhưng sự chia rẽ tại Quốc hội Mỹ và những tranh cãi đảng phái về vấn đề an ninh biên giới đã khiến nhiều người Ukraine lo lắng. Ông Yuri Makarov, nhà bình luận chính trị của tạp chí Ukrainsky Tiden của Ukraine cho rằng, hiện người Ukraine bắt đầu nghi ngờ về việc Mỹ muốn chúng tôi hạ vũ khí và ký kết một thỏa thuận ngừng bắn không mong muốn với Nga. Theo New York Times, thất bại của cuộc phản công dường như đã làm trầm trọng thêm sự chia rẽ nội bộ của Ukraine, đặc biệt là giữa Tổng thống Zelensky và tướng Valery Zaluzny, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine. Một tháng sau khi ông Zelensky công khai chỉ trích ông Zaluzny, sau khi ông này nói rằng cuộc xung đột đã đi vào bế tắc, cả hai vẫn chưa cùng nhau xuất hiện trước công chúng. Trong khi đó, có nhiều dấu hiệu cho thấy Nga đang quyết liệt hơn khi phát động các cuộc tấn công, sau nhiều tuần tập trung vào thành phố Adipka, Moscow đã bắt đầu cuộc tổng tấn công dọc theo mặt trận phía đông, chỉ huy của lực lượng mặt đất Ukraine. Mỹ đã cung cấp hơn 2 triệu quả đạn pháo 155mm cho Ukraine và làm trung gian chuyển giao hàng viện trợ từ các quốc gia khác. Tuy vậy, nguồn dự trữ của quân đội phương Tây vốn không lường trước được một cuộc xung đột pháo binh lớn đang cạn kiệt ngoài ra ukraine cũng cần đạn dược cho hệ thống phòng không vì lo ngại máy bay không người lái tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo của nga sẽ xuyên thủng mạng lưới phòng không bao phủ thủ đô kiev và cơ sở hạ tầng quan trọng tình thế sẽ trở nên cực kỳ nguy cấp đối với ukraine nếu tên lửa nga có thể xuyên qua hệ thống phòng không một cách hiệu quả tấn công các mục tiêu quân sự như sân bay phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng khiến kiev ngày càng phụ thuộc vào viện trợ phương tây Nói về các cuộc tấn công của Nga, ông Timofey Milovanov, cựu bộ trưởng kinh tế Ukraine cho rằng họ có thể tiếp tục làm điều đó chừng nào họ cảm thấy cần thiết. Theo thời gian, việc suy giảm sự ủng hộ của phương Tây đối với Ukraine sẽ khiến Kiev mất đi nguồn cung vũ khí. Trong trường hợp đó, Nga sẽ trở nên quyết liệt hơn. Theo hãng tin Reuters, ngày 19 tháng 12, Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine Mỹ và châu Âu về tương lai của Ukraine nếu họ muốn, nhưng Moscow sẽ bảo vệ lợi ích quốc gia của mình. Ông Putin phát biểu trong cuộc gặp với các lãnh đạo quốc phòng ở Moscow. Ở Ukraine, nơi có những người hung hăng với Nga, ở châu Âu và ở Mỹ, họ có muốn đàm phán không? Hãy để họ thực hiện, nhưng chúng tôi sẽ làm điều đó dựa trên lợi ích quốc gia của chúng tôi. Nhà lãnh đạo Nga nói, chúng tôi sẽ không từ bỏ những gì thuộc về chúng tôi và tuyên bố Nga không có ý định chiến đấu với châu Âu. Theo hãng tin Reuters, ông Putin, người phát động kế hoạch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022, đã nhiều lần nói rằng ông sẽ sẵn sàng đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, các quan chức phương Tây đánh giá ông Putin đang chờ kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm tới trước khi quyết định hành động thật sự. Trước đó, ông Putin đã đưa ra nhận định về kế hoạch hòa bình Ukraine của Trung Quốc. Ông cho rằng những đề xuất của Trung Quốc về giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine là thực tế và có thể tạo cơ sở cho thỏa thuận hòa bình trong tương lai. Trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, Tổng thống Putin nói, chúng tôi đánh giá cao những đề xuất này, tôi tin rằng chúng khá thực tế. Trong mọi trường hợp, chúng có thể là cơ sở cho các thỏa thuận hòa bình. Trung Quốc từ lâu khẳng định quan điểm trung lập về cuộc xung đột ở Ukraine, đồng thời kêu gọi tìm kiếm giải pháp hòa bình cho vấn đề này. Theo đó, Trung Quốc công bố kế hoạch hòa bình 12 điểm với tựa đề Lập trường của Trung Quốc về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine, trong đó nêu hàng loạt giải pháp từ ngừng bắn, hòa đàm đến từ bỏ tư duy chiến tranh lạnh, lệnh trừng phạt, đảm bảo chuỗi cung ứng toàn cầu. Trước tuyên bố của Tổng thống Putin, ông Zelensky dường như một lần nữa ngầm từ chối khả năng đàm phán hòa bình khi tuyên bố hôm 19 tháng 12 rằng Mỹ sẽ không phản bội Ukraine bằng cách từ chối khoản tài trợ quan trọng trong bối cảnh xung đột tại quốc gia Đông Âu này vẫn đang diễn biến ác liệt. Và Liên minh châu Âu cũng sẽ sớm phê duyệt gói viện trợ trị giá 50 tỷ euro cho nước này. Ông Zelensky cho biết Chúng tôi đang làm việc rất chăm chỉ về vấn đề này và tôi chắc chắn rằng phía Mỹ sẽ không phản bội chúng tôi. Đây là điều mà chúng tôi đã nhất trí trong chuyến thăm Mỹ vừa qua. Về Liên minh châu Âu, mọi người đều đã chơi những ván bài lớn của mình và chúng tôi đã đạt được một chiến thắng liên quan đến 50 tỷ euro của EU. Tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ đạt được tất cả những điều này. Khoản viện trợ cho Ukraine hiện đang vấp phải sự phản đối của Đảng Cộng Hòa tại Quốc hội Mỹ chính phủ Mỹ đang kêu gọi Quốc hội sớm thông qua khoản viện trợ này, vốn sẽ cạn kiệt vào cuối năm nay nếu không được gia hạn. Ngoài vấn đề viện trợ từ Mỹ và phương Tây, Tổng thống Ukraine cũng tiết lộ một số thông tin về việc nước này sẽ sản xuất một triệu máy bay không người lái vào năm tới và việc sẽ tổ chức một hội nghị hòa bình về Ukraine tại Davos, Thụy Sĩ, song không cho biết rõ thời gian cụ thể.